Morning cả nhà. Hôm nay Cindy dẫn cả nhà mình đi một cái Costco mới. Costco này nó nằm ở một cái vùng Newark, Bắc California nha cả nhà. Thì hồi trước Cindy đi làm một cái tiệm nó gần đây lắm, cho nên Cindy rất là rành cái khu vực này. Ngày xưa thì ở đây là Macy mọi người. Hồi xưa vùng này nó rất là vắng, Macy cũng vắng. Rồi sau này Macy ở đây nó gần như nó biến thành một cái mo chết luôn đó mọi người. Đây quật kìa, mọi người thấy xa xa cái bảng quảng cáo của nó. Hôm nay ngạc nhiên thì Hot Boy nói với Cindy là hôm nay con chở mẹ đi chơi, nhưng mà cũng đi đi một cái Costco mới. Thì khi mà chở vô trong cái khu này, Cindy mới phát hiện ra là cái Macy ngày xưa, đất ở đây bao la lắm mọi người, rộng lắm. Thì chứng tỏ rằng cái anh Costco này, anh ăn làm ra, bây giờ hầu như cái city nào cũng có Costco. Mà phải nói đời sống mà nó càng khó khăn thì Walmart với Costco là hai cái nơi mà nó busy nhất. Tại vì ít ra thì người ta mua, người ta được mua cái giá xỉ mọi người. Đó, bây giờ Cindy nói sơ qua hôm nay là Cindy đi đâu, để chút xíu nữa mình vô thử coi cái Macy ở đây nó có cái gì không. Trước mắt thì Cindy thấy trạm xăng nó mới toe luôn, mới toe luôn, nó vắng không có người nào hết, nó bự lắm. Bốn thằng nham nhở nè, nó bự lắm. Nham nhở cả nhà ơi, cây nhà mới trồng mới toe luôn. Nó mua đất ở đây, nó mướn đất gì đó, mo ế lắm. Mo này nếu như mà có Costco vô đây là đỡ lắm á nha. Tại vì Costco vô rồi là dân tình túa vô sẵn, người ta vô mo luôn. Đây mà không có chỗ đậu xe của mo. Ở Newark này, giá hai bên có sự liên hệ qua lại. Newark này người Hoa cũng rất là nhiều, mọi người màu đậm cũng nhiều. Bây giờ ẩn vô nhiều lắm á. Ẩn bây giờ vô nhiều lắm á mọi người. Đúng rồi. Đó, nãy tí nói không có ai đó, quá trời người như Costco. Ở Costco tới đâu là đắt tới đó. Đúng giống đúng. Như là nó có tên hiệu rồi. Cái tì nói cái gì cũng mới toe. Bây giờ xin gì bận áo lạnh, áo lạnh vô để vào trong kia nó hồi cho nó lạnh cả nhà. Đây sau lưng xin gì là cái bảng Costco mới toe luôn. Nắng quá cả nhà ơi, nắng nhưng mà lạnh. Mọi người coi nè, mấy cái đường vẽ ở dưới nó cũng mới xanh đẹp luôn. Hấp Bòi nói mới mở có 2 tuần à, mọi thứ cũng mới, xe đẩy cũng mới toe. Wow, TV quá trời luôn. Samsung 75 inch, đồ lạnh giảm giá nè, 5 đồng. Cái này bận lót ở trong mọi người, mùa đông bắt đầu đông rồi, để nên ta bán mấy cái đồ lạnh quá trời luôn. Nói chung là bớt 5 đồng hết, 15 đồng, còn lại 10 đồng vớ. Bao tay, quà cho Christmas. Quà này thấy đẹp vậy thôi chứ không có gì trong nó. Có những cái mình cũng không ăn tới, chủ yếu là đi biếu đi ấy cho nó sang thôi. Nồi chiên không dầu bớt tới 10 đồng cả nhà. Lò nướng bớt tới 40 đồng luôn. Wow, hai chương bớt dữ ha. Nói chung ta giảm giá nhiều lắm mọi người, giảm giá nhiều lắm á, tại mới mà. Ôi trời, mọi người biết gì đây không, nó giống như làm cái nến vậy, mà thật phải nó là cookie, bánh ngọt, bánh này nè,
bánh ống đó, bánh giống như bánh quế vậy đó. Wow, quá trời luôn. Cây Trạng Nguyên cái này lớn quá, 20 đồng, 19 đồng. Hoa lan 20 đồng. Có mấy cái dòng này giống lá thông thiệt quá vậy ta, không, lá giả mọi người. Đẹp ghê không, 20 đồng một vòng, treo trước cửa 49 đồng, 50 đồng. Cái cây thông của nha, cô xin này ở nhà 99 đồng, cũng đổi màu vậy, đẹp giống vậy nè. Wow, rẻ vậy ta. Cây thông kia cao hơn. Wow, mấy bữa xin thì thấy là mấy trăm đồng không mà hôm nay còn có 50 đồng cái cây này à. Cái cây này sạch nè. Tủ lạnh. Tủ lạnh này nè. Mọi người thấy không? Nó có thể order đó, mình nhìn xuyên qua cái màn hình đây nè. Mình nhìn vô mình biết cái tủ lạnh mình còn hay hết gì mình order. Quá xài TV luôn. Vali. Đây coi vali bằng cái gì. Vali bằng nhựa. Mọi người đừng mua vali bằng nhựa nha mọi người. Thà mua này nè, bằng vải nè. Đi nó dục không bể. Mùa này cũng là mùa người ta đi travel nhiều, nó bán vali quá trời luôn. 200 đồng cặp. À, cái vali này là để đồ, cái cục chạc ở bên trong mà lò cái dây ra ngoài để cho mình chạc phone. À, nó gọi là backpack. Cái tủ này là cái tủ mình sấy đồ ấy, mọi người làm mới quần áo. Nó steam hơi nước. Ví dụ như ca sĩ, nghệ sĩ họ hay ở Việt Nam họ hay mua cái này họ sử dụng nè. Nhiều khi họ không có thì giờ đem ra ngoài giặt củi đó. Nói chung ở Mỹ có tiền thì mua trả liền, không có tiền mua trả góp. Cho nên nhà nào cũng có hết. Không có sợ không có tiền mà chỉ sợ là không có đi làm thôi. Có đi làm là mình mua được hết mọi thứ mọi người. Cái mô hình xe đồ chơi dễ thương quá cả nhà. Cái này mình xin đi có cháo hay gì xin đi mua hiệu thích là đàng hoàng ha. Dễ thương à. 64 đồng cái xe đó. Trời ơi, dạo này bán cây kiển luôn. Cây này giống cây ô liu, à đúng rồi, cây ô liu. Để biết thiệt cái giả nó nhưng mà giống thiệt đó mà. Không, cái này giả nè. Ghế relax, ghế cho phòng khách. Mở lên mở xuống được, cái chân của nó nằm ra cũng được nhưng mà nó màu trắng dơ lắm. À, 580. Mấy cái ghế văn phòng 200 đồng cái. Đèn. Mấy cái bao tay để mình nấu ăn. Plastic 17 đồng.
Bên này là khu vực Gia Dụng rồi mọi người. Đó, trước mặt này là mấy cái thớt á, ba cái thớt lớn bé đủ thứ mà 19 đồng. Rồi dao, rồi này á. Nè. Cái loại này nó hơi nặng chút nhưng mà nó là làm bằng cái chất lượng giống như là men vậy mọi người. Hai cái mà có 59 60 đồng mà. Vô lễ rồi người ta cũng bán ly. Một bộ ly 6 cái 20 đồng. Ở cái ly này so cute ha. Mỏng nha. Ê hot boy. Hot boy come here. Bình cả chắc cả lít luôn á. Hai bát 16 đồng. Xài mấy cái đồ nhựa là không có rước. Mấy cái của mì sướng nè. Cái này bỏ đâu? Thảm. Thảm Christmas. Cái thang đa dụng 130 đồng, đâu có rẻ đâu. Đây bán thang. Khu vực bán mấy cái thang. Mấy cái thùng nhựa này rẻ ghê hồn. Cái có 9 đồng bạc. Có nhiều người ta đi Việt Nam, ta mua cái này để người ta bỏ đồ hải sản với lại thịt bò, ta mang về mọi người. Ở trong này rẻ lắm. Ta đang quảng cáo bán đồ massage. Này là khu bán lò nướng, máy móc, máy hút bụi. Nó có cái rượu thỏ vàng này cả nhà. Quay chút xíu chơi vui thôi, quay nhiều quá không được. Rượu 12 con giáp mọi người. Đứa nào lấy đi mất mấy con rồi. Baby, đứa nào chôm của người ta mấy con đây nè. 130 đồng mọi người. Lấy nguyên hộp không được chứ mà lấy lẻ đâu ai quản lý được mọi người. Hay là mất hết 1, 2, 3, 4 con rồi. Cái khu vực này là bán đồ trái cây với lại rau mà người ta làm khô mọi người. Đây nè, cái này có một thời gian hot boy nó mua cho xin đi ăn ha, cũng ngon lắm. Tất cả các loại nấm luôn đó. Nhưng mà ăn gì riết rồi cũng ngán, ăn ngon lắm mọi người. Hồi đầu nữa hot boy nó mua xin đi ngon lắm đó. Mọi người có thể mua về ăn không vậy như snack cũng được, nhưng mà có nhiều người ta lại bỏ người ta hầm với gà đồ á mọi người. Rồi khoai lang dẻo này mua được lắm nha. Đợt trước có xin đi mua một bịch xin đi ăn á, y chang như là khoai của Đà Lạt luôn. Sung khô, sung sấy khô nè. Sung này của Mỹ ăn á, đi cầu được cả nhà đó. Mà nó ngọt lắm. Có nhiều người không biết ăn như xin đi không biết ăn, nhưng mà ai mà ăn được gọi là ghiền á. Mận khô nè. Mận này là những người nào mà bị về vấn đề táo bón á, không có đi được á, là họ ăn thường xuyên luôn. Uống nước lum, ăn lum. Cái này là xoài khô của tụi Mã Lai. Nhưng mà cái này là ngon nhất nha. Hồi đó xin đi hay ăn lắm. Nhưng mà sau này thì một số người nói nó cũng lên đường dữ lắm. Cho nên mặc dầu là rất là thích, nhưng mà xin đi cũng giảm ăn. Cái này rất là ngon. Nhưng mà cái này thì mình có thể ăn trường kỳ được nha cả nhà. Đây nè, cái này là cranberry này. Mình ăn mỗi ngày một nhúm nhỏ nhỏ rất là tốt. Bởi vì nó giúp cho cái vấn đề đường tiểu mình á, nó không bị viêm nhiễm. Người nào mà bị viêm đường tiểu, tiểu gắt mà chưa đi bác sĩ được thì tạm thời mua cái nước này uống nè. Nó đi tiểu nó cũng thông nữa. Wow, thơm, đẹp chưa? 3 đồng một trái, golden apple. Cái này là của Hawaii chắc. Xin đi mới vừa mua hôm bữa rồi. Ở nhà cũng còn, xin đi không mua.
Đây nè, cái khu vực này là cái khu vực đông lạnh là mới mới mở cho nên nó còn trống. Apple, apple honey, giòn ngọt. Thanh long thì 7 đồng một hộp hai trái, giờ là rẻ lắm rồi đó cả nhà. Mấy trái này cũng to nè, mấy trái này to. Good. Mỹ nó gọi cái trái thanh long này là dragon, dragon là con rồng á. Quá trời táo luôn, đủ loại táo rồi cả nhà. Người Mỹ có một câu là one apple day far from where doctor, có nghĩa là ăn một trái táo một ngày là không có đi bác sĩ đó. Nhưng mà thật sự ra thì trời ơi, một bịch vậy có 5 đồng mọi người. Lady apple organic nữa. Mọi người biết không, ăn riết cũng ngán. Mặc dầu biết là ngon, nhà mấy mặt táo này là ngon, giòn lắm, ngọt. Fuji á, táo Fuji thì nó giòn nhưng mà nó hơi chua. Nhưng cái thằng Lady Apple này nè là nó ngọt. Trời ơi, có 5 bạc rồi mọi người. Mua về xay nước uống cũng được nữa. Trời ơi, lụ nè. Cái nào cho nó ném bể đầu luôn. Lụ này nó có chất xi nhiều á, cần những người mà ta uống cái lụ này nhiều để người ta phòng chống ung thư mọi người. Lụ nó tốt, nó chống lão hóa nữa. Trời ơi, chỗ nào cho nó thấy mê luôn. Đỏ rực luôn á cả nhà. 22 đồng thùng. Cindy cũng mê lụ lắm á, nhưng mà Cindy có một cái bệnh là làm biếng. Ai mà tách sẵn như Cindy ăn thì mới ra Cindy ăn. Nhưng mà bây giờ người ta cũng chỉ cho mình cách tách lụ á, cũng dễ, cắt hai đầu xong rồi bẻ đôi nó ra tách. Nhưng mà Cindy cũng lười lắm cả nhà ơi. Nhìn thấy lụ đẹp thì ham vậy đó. Qua này cà chua, không, hồng giòn. Hồng giòn bị mềm hết rồi mọi người ơi. Cái hồng giòn này á, ăn là phải cẩn thận. Hồng giòn mềm hết rồi. Quá trời luôn. Tại vì trong cái thằng hồng giòn này nó có cái nhựa. Hồi xưa cho ngựa ăn. Bây giờ mình muốn ăn cái này phải một trái hồng, một ly sữa. Để cho nó chống táo bón đó. Nhưng mà xin thì cũng lười. Quá rẻ luôn á mọi người ơi. Lụ mình chả thấy ham luôn. Còn trống nhiều lắm. Tại vì mới khai trương 2 tuần. Thịt bò tenderloin lion. Trời, cái này mà xào thôi phải biết đó. Xào bò lúc lắc mềm lắm. Ô, mùa này mà có cherry à, 13 đồng hộp. Nhưng mà mặt cherry này thì không ngọt rồi đó. Ồ, mùa này mà còn cherry ha. Có đôi khi á, nó xuống còn 6 đồng hộp mọi người. Tha hồ ăn, nhưng mà mùa trái mùa rồi. Mùa này không phải là mùa giống như mùa hè nữa. Đóng lại đi. Cam này ngon đó mọi người, cam của Nevada. Xin đi giới thiệu với mọi người, nếu mà ở Mỹ ngoài cái cam Texas nó ngọt á thì mình mua cam Nevada này, nó ngã qua màu cam này nè. Nó vừa chua chua, giót giót, nó ngon lắm. Còn cái thằng Texas á thì nó mỏng vỏ mà nó nước nhiều, nhưng mà nó cái màu nó vàng á. Có đôi khi nó mềm quá mình ăn cũng không có đã miệng. Mà cái thằng Nevada này mọi người mà chịu khó bỏ tủ lạnh chút xíu ha, đem ra cắt ra làm 4, làm 5, ăn giòn, ngọt, ngon lắm. Cindy thích cái cam Nevada này hơn là cam của Texas. Nhưng mà lấy nước thì cái muối nó dày, em lấy nước nó không có được nhiều. Tôm, cua ta gỡ sẵn ra cho mình luôn.
cá rô phi, cá tuyết. Cá này mua về chiên giòn, ướp ướp muối với lại bột ngọt với lại bột hành. Có người thì người ta lăn bột, có người để không chiên. Trời ơi, ăn là hết cơm luôn. Bây giờ nó có cua này nữa. Cua này cũng ngon, 28 đồng hộp. Mua về nấu bánh canh cua. Sườn bò. Quýt quá trời quýt luôn, 8 đồng bịch. Thịt ba rọi hấp dẫn không cả nhà, ta lóc cho mình cái da đi rồi đó. Đây là da hàng heo. Nói chung là thịt cũng rẻ. Ở ngoài là một thao của nó như vậy phải 7 đồng, 8 đồng, đây có 5 bạc à, 4 đồng rưỡi. Bởi vì Costco nó ma lực, nó hốt tiền của người ta lắm. Ai đây à, thì vô cái hàng này. Kính thưa các loại gà, ức gà này là vua đây à, luôn nè. Thịt gà xay. Xúc xích. Xích này ngon cả nhà. Xin đi hay mua lắm. Gà ủ muối hả? À, sâm bông. Nó giống như dạng làm qua hem ấy hả? Cái kiểu mà hem mà giống cái đùi á, 219-220 một miếng như vậy. Này có Mỹ ăn thôi chứ Việt Nam mình không thích nữa. Trong Costco gì cũng lên giá mà con gà là không bao giờ lên giá. Con gà có 5 đồng là 5 đồng thôi. Là một hình thức người ta câu á mọi người. Câu đi vô mua gà 5 đồng chứ đi ra là mấy trăm đồng. Cái này đồ ăn mễ. Ồ, salad hấp dẫn quá. À, nhìn salad thích quá. Có 6 đồng, 6 đồng rưỡi một hộp à. Wow, looks so good. Bánh mì kẹp với lại hem của Turkey. Ngon quá, mấy hộp salad. Looks so good. Yeah. Salad looks so good. You know what's really good is this. Which one? This is so good. I bought two of them. You buy it before? Oh my god, yes, it's so good. Oh really? Thank you so much. Really? Yes, yeah. Bà đã bà nói cái món này bà mua rồi đó cả nhà. Nó ngon lắm. Bà người Phi. Wow. I think before they don't have a salad look like that and now they have. Oh, mì xào nè. Mì xào. Mì xào cộng với lại thịt gà. Cái này ta ướp cho mình sẵn, mình chỉ về mình nướng hoặc là mình chiên hoặc là mình grill gì đó. Này thịt gà luôn. Bao nhiêu một hộp? 50 đồng hộp. Bạn bữa cho thử phi hả? Giữ gì ta? Cá, trứng cá hồi đen hả? Trứng cá hồi đen mọi người. Trứng cá tầm. Thì trứng cá hồi, cá tầm là cá hồi chứ hả? All different à. Dữ hả? Số này có 50 mà bạn mua tới 150 dữ vậy? Bự hơn hả? Quà đặc biệt hơn hả? Tại vì mỗi cái loại trứng cá tầm nó sẽ ức có gà. Cái level khác nhau. Dạ. Yeah. Ha. Xin thì nhìn cái này, xin thì nhớ là nhỏ, xin thì vô nhà thương Trang đó mọi người.
cái bữa ăn của má Cindy, cái người ta cho Cindy, cho má Cindy ăn cái này nè. Thế Cindy được ăn, Cindy khoái quá, trời ơi, sao lại đi kiếm hoài không ra. Bây giờ qua tới Mỹ mọi người thấy ê chề, có mấy ông bạn, 8 bạn. Kính thưa các loại chi luôn á, chi thúi, blue chi nha, cái blue chi này nó thúi bà cố luôn, nhưng mà nó rất là béo mọi người. Đó. Những collection nè. Mình à, người ta hay mua, người ta cho những cái ngày lễ Giáng sinh rồi đó mọi người. Mỹ nó ăn với lại nó uống rượu vang dữ lắm. Này nó cũng giống như là mấy cái hoành thánh á, nhưng mà cái nhân của nó ở trong là bằng rau với chi. Ngon lắm cả nhà. Nhưng mà cái này mình mua giờ mình luộc lên xong rồi mình ăn với sốt chua ngọt, chứ không phải là mình nấu theo cái dạng nước. Đây cũng là một cái loại giống như là hoành thánh á, nhưng mà nó làm bằng bí đỏ. Người Mỹ họ ăn cái cách ăn của họ khác mình lắm. Đồ ăn của Nhật. Miso ramen. Teriyaki stir fry udon. Cái này là mì xào. Tại sao mà mọi người biết họ bán vậy không? Vì người Mỹ họ ít có nấu ăn lắm. Họ mua sẵn vậy họ ăn không à. Cái bếp của họ sạch sẽ lắm, chứ không có dầu mỡ như Việt Nam mình. Beef steak hay là mấy cái loại short rib này là họ nấu sẵn ra. Đây là chicken soup của Mỹ nè mọi người. Ăn cũng được, nhưng mà người Việt mình thì không có hầm bà lằng vậy không, nhưng mà Mỹ mê lắm. Cái này nó gọi là fresh á, tức là họ nấu mỗi ngày, không có đóng lon á, dân Mỹ mê lắm. Xà bông là xin đi, đang đi vô trong cái khu trứng với sữa cho cả nhà mình xem nè. À, nước à, sữa ở đây nó rẻ như nước vậy đó. Có thể nói là mình sang để mình đi tắm cũng được luôn á mọi người. Thấy không, bây giờ nó còn lên giá là 6 đồng mà hai cái galon như vậy đó. Sữa bên Mỹ nó rẻ cực kỳ, cho nên những đứa nhỏ ở bên Mỹ á, mọi người biết không, nó uống sữa vô tư, nó uống thế nước luôn. Bây giờ là mắc thôi đó mọi người. Hồi xưa á, 2 bình vậy có 40 bạc. Còn bên này là những cái dạng sữa organic. Nước uống mọi người à, sở dĩ mà mọi người thấy được có nhiều cái nước uống như thế này là vì cái nước ở bên Mỹ là nước recycle. Có những cái vùng á là nước recycle, mặc dù ta nói là uống được, nhưng mà nó cũng ghê lắm cả nhà. Với lại khi mà Cindy lấy nước, Cindy nấu với trà thì nó bị bán, nó bị hơi chuyển qua màu nâu đỏ. Nên là bên Mỹ này, một là người ta mua cái máy lọc nước người ta gắn ở nhà, hai là người ta mua những cái bát này nè. Nên đó là cái lý do mà mọi người thấy được ở trong Costco có rất là nhiều nước. Người Mỹ cũng là một trong những quốc gia mà tiêu thụ cái nước ngọt nhiều lắm, đủ thứ loại hết. Đây là loại mini nè, sau này nếu mà ai uống một cái lon bự như thế này không hết thì sẽ uống một cái mini này. Đây là Pepsi. Nói chung là đời sống của Mỹ cao lắm mọi người, phải nói là như vậy. Từ cái vấn đề gia dụng trong cầu tiêu cho tới phòng khách, mình rất là hài lòng. Nhưng mà người Việt mình dù gì nữa cũng còn cái máu gọi là tiết kiệm mà người biết không. Chứ mà nếu mà sống đúng theo Mỹ á, chịu không nổi đâu. Nó tiêu, nó xài hoang, xài phí đó.
Đây là sữa của bé Bi nha mọi người. Đủ loại hết. Có nhiều đứa nhỏ thì trong năm đầu hay năm thứ hai chính phủ muốn cho sữa uống, còn sau đó là tụi nó uống sữa tươi không à. Rồi mấy đứa nhỏ ở đây nó uống sữa tươi nhiều nên cái da đẹp lắm. Đồ ăn chó mèo nè mọi người. Chó lớn, chó nhỏ, mèo có hết. Nhiều khi mình nhìn đồ ăn mà lon của chó mèo mình tưởng đồ ăn pate thịt hộp của mình. Dê ráp. Nó mới bill mà cho nên nó còn empty. Mai mốt rồi nó cũng sẽ đầy đủ như mấy thằng cút cô khác thôi. Hôm bò nó chè nó nói cút cô này bự nhưng mà không có hàng nhập lạ. Cindy nói là tại vì người ta mới mở mà, cho nên hàng hóa mới có 2 tuần cũng chưa chắc nó đầy đủ. Sau này rồi nó cũng sẽ có thôi. Đây là mấy cái đồ ăn trưa nè mọi người. Mấy đồ ăn liền ăn trưa đó, mấy cái snack cho mấy đứa nhỏ nó mang đi học rồi này nọ, hoặc là thậm chí nhân viên văn phòng. Breakfast sandwich này xin đi ăn rồi, ngon. Nhưng mà thấy nó bự bự nha, ở trong nha xíu. Nhưng mà ăn cũng được, thịt thiệt đàng hoàng. Mỹ thì hay mua mấy này á, bỏ trong ngăn đá mọi người. Sáng trước khi đi làm á mang ra nướng lại ăn. Chứ đâu có mà chạy ra ngoài đường có phở có hủ tiếu giống mình đâu. Giống như ngay cả bản thân Cindy nè, hồi xưa á mà lúc Cindy còn nhỏ hoặc lớn cũng vậy mọi người. Buổi sáng là ra buổi sáng. Sáng là ăn sáng, có nghĩa là Cindy sẽ đi ra quán xong rồi giống như kiểu kêu hủ tiếu hay là bún bò hay là cái gì đó. Chứ còn ăn cơm nguội hoặc là ăn mấy cái gì ở nhà Cindy là không bao giờ Cindy ăn đâu nha mọi người. Vậy mà bây giờ Cindy qua Mỹ Cindy phải ăn đó, tại vì không có sự lựa chọn, ăn gì cho nó gọn gàng vậy thôi. Cái bánh này là bánh truyền thống mọi người. Bánh này là chỉ có mùa Christmas, Giáng sinh mới có nha. Còn ngày thường là không có. Bánh này là của Ý á. Mấy cái chocolate này, hiệu này là của Ý nè, Belgium. Ngon lắm mọi người. Tiệm của Cindy và khách nó đang cho mà không ai ăn hết trơn, ai cũng sợ mập á. 13 đồng hộp. Bây giờ chỉ có mua biếu thôi chứ còn ăn đâu ai dám ăn đâu. Cái này là white chocolate nha. White chocolate. Hàng này là hàng của Giáng sinh nè. Cho nên đẹp. Chắc xin đi mua cái này. Xin đi mua cái này. Trước mặt Cindy là mochi. Ok, Cindy cũng vừa mới quay sơ về một cái Costco mới ở Bắc Cali. Này đi biếu bánh chocolate. Gửi tới cả nhà những cái giây phút vào giải trí cho nó vui với Cindy ha. Và Cindy nói lời bye bye tới mọi người. Và cũng sắp sửa tới một mùa Giáng sinh mới rồi đó mọi người ơi. Trước mặt Cindy có rất là nhiều quà bánh. Một cái mùa háo hức để mọi người cảm ơn trở về với gia đình và đón nhận một năm mới nữa. Xin gửi lời chào đến cả nhà và
Hẹn gặp cả nhà trong những cái video kỳ sau nha. Bye bye.